What's up you guys, welcome to my channel. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình nha. Hôm nay thì mình muốn nói về cái vụ ly hôn nổi tiếng trong mấy ngày nay. Đó là vụ ly hôn của gia đình vợ chồng nhà cà phê Đặng Lê Minh Vũ và Lê Hoàng Dịch Thảo. Nếu một người ở người nhà mà một người chồng phải ra chồng, vợ phải ra vợ, người chồng nói điều phải cho người vợ. Thúc rồi đẩy ra cái kiểu con buông được. Mà suốt cả cái tiến trình đó, tôi nguyên lẽ ra cái sách lược nó đã có từ lâu rồi. Nhưng mà thắt ở chỗ cô á. Cô phải báo lui về để sắp đặt đi. Tiền bạc của 20-30 năm rồi. Qua nói trong 20-30 năm nãy qua nói một đời, cô có hiểu hết. Qua chưa bao giờ đụng tới một cái gì hết. Tài khoản, két sắt, tất cả mọi thứ này để qua nói, để hiểu cái tinh thần. Thì đâu có ai dành cái gì qua báo lui đi. Tiền bạc đâu có thiếu, cái nhà này là thiếu cái đạo lý, thiếu cái trật tự, thiếu cái sự trên dưới, thiếu cái đạo nghĩa, thiếu cái tình người, thiếu cái từ nuôi dạy con cho nuôi dạy trung nguyên trong đồn như vậy, nó phải cái kiểu như vậy. Không chịu thì lúc đó nó mới đẩy lên tất cả mà đưa ra giờ cả gia đình ra đây. Nên qua rất là đau lòng, qua không muốn nói cái gì hết. Thì đâu có dành tiền dành bạc gì ở đây, tổ luật sư qua nói thôi, cô muốn lấy cái gì thì lấy hết, thì để cho qua phát triển trung nguyên nó giống như cái tầm nhìn nó mà thôi. Qua còn mấy đứa con của qua nó chứ đâu phải, không phải. Không nghe rồi cứ đẩy đưa rồi giờ trả treo ra tới tòa giờ dành ra rồi tài khoản này rồi đâu có ai không phải của mình thì không phải, từ lúc đó thì nó thành cái chuyện khác nữa. Nó phải có cái tầm nhìn muốn phát triển, phải có cái sách lược. Nếu mà mình có một cái quyền mà mình không có tâm, mình không có quyền, không có trí nó theo cái kiểu buông thì Trung Nguyên nó đâu có phải còn nó là nào đó nữa. Nó không thể đi xa được với những cái nền tảng buôn bán bình thường. Ngồi như thế này là cái nỗi nhục lớn lao đâu đó. Vậy mà cũng lôi được ra cả gia đình rồi dành giật chia rồi đó, tan ra những cái thứ hôm nay. Thôi qua nói vậy để hiểu nghe, chứ còn nói qua nói về rồi những cái văn bản về luật lệ. Ở đây là cái đạo lý là quan trọng. Nếu mà mình mất đi cái lương tri, lương tâm ấy, nó không còn cái nghĩa gì đâu. Nó phải đi dành những cái thứ như vậy, không ai dành như vậy. Chứ không cần phải hỏi những cái người anh em nhân viên rồi nói chứ. Rồi chắc là bị thế này thế. MBC như VN, thưa ông thì sau khi mà bà Thảo có đề nghị như vậy và ông từ chối cái việc rút đơn ly hôn, thì ở trong cái việc quyết định ông như vậy thì thực sự ông đang suy nghĩ về điều gì ạ? Cái nỗi niềm nó lớn thôi. Dạ. Đó là cái cảm xúc luôn luôn lớn. Tại vì tổ luật sư họ đó như nãy, luật sư Tuấn Minh đã có nói, cũng là cái kỹ thuật của họ thôi chứ không phải là cái tình cảm gì ở đây cả. Bởi vì sao ông không nghĩ đó là một cái tình cảm thật và ông chấp nhận việc rút đơn mà ông lại suy nghĩ như vậy ạ? Cả một cái chiến trình nền em của qua, nền em ở ngoài không thấy được cái điều đó đâu, ghê gớm lắm. Qua nói để ý những cái gì qua nói, không có người vợ mà có người chồng mình vào tù, không người vợ nào mà đem người nhà thương điên để mình lấy quyền hết. Như vậy là ông vẫn quyết tâm cái việc hôn nhân của ông sẽ kết thúc bằng? Nên kết thúc, tại vì như vậy nó sẽ tốt hơn á. Con cái ở đây tôi nói tôi luôn là cái người trách nhiệm của nó. Tại vì sau này Trung Nguyên, Trung Đồ nói thật ra là nói ở đây bảo chia chắc bao nhiêu phần trăm buộc hay nói cho tôi, không bao giờ tôi muốn nói những cái chuyện như vậy. Nhưng bà Thảo có đề nghị là bà sẽ nuôi hai đứa trẻ, thì ở trong quyết định đó thì hai đứa con sẽ... Tôi tôn trọng ý kiến của các con. Tôi thật ra nuôi như vậy không phải là nuôi. Nuôi là nó phải thể xác cho nó như thế nào. Cái tâm, thể tâm nó như thế nào, thể trí nó như thế nào phải hoàn chỉnh. 3 năm rồi mới có cái phiên tòa này. Hòa giải nhiều chuyện rồi mới tới có phiên tòa này. Và trong 3 năm đó nó diễn ra những thứ khủng khiếp. Nó khủng khiếp lắm. Như nãy tôi nói, hãy chú ý những cái gì tôi nói. Mình đứng ở ngoài mình không thấy được đâu. Tê liệt. Nếu người anh em có người vợ có cái tâm như vậy thì sao? Người anh em có thấy là nỗi niềm của mình, cái đau lòng. Cái tâm nên em còn lương tri lương tính nào mà người chồng mình đâu có làm gì mà hại mình đâu, nhưng muốn những cái thứ gì đó tốt đẹp. Theo cái đề nghị của tòa là 70-30 thì cái điều đó có phù hợp với cái mong muốn của ông hay không, hay là ông... tôi đã nói với cô cái gì không phải của cô đừng có dành, bởi vì nó trái cái đạo trời, trái cái lòng người, nó trái cái luật luôn, thì nó không bao giờ nó thành. Cô có làm giữ, cô có làm cái gì cô phá nát, tôi vẫn giữ cái nguyên tắc.
nếu một người ở người nhà mà một người chồng phải ra chồng vợ phải ra vợ, người chồng nói điều phải cho người vợ của mình không có được một cái gia đình đầy đủ toàn vẹn, không như vậy nữa thì chúng tôi giữa con và anh Vũ thì đã có cái quá trình chung sống hạnh phúc. Chúng tôi có 4 người con, 2 người con trai, 2 người con gái, một cái sự nghiệp cũng rất là hữu vinh và rất là tốt đẹp. Kéo dài để làm gì, nó không phải vấn đề ở đây, chỉ còn là lương tiền với cái lương tính. Nếu thiếu hai cái đó, con người nó không phải còn con người, nó chỉ có vậy. Hơn 6 năm nay là gần như anh bỏ bê gia đình và gần như không quan tâm đến con cái. Mình đã sai rồi thì đừng bao giờ để đưa tụi nó vào trong cái chuyện mà gọi là tranh chấp. Cô phải nói sự thật, cô phải nhìn lại bản tâm của mình. Xin kiến nghị là cho các con của con, mỗi người con là 50% của con, trong cái con của con nhỏ của. Lẽ ra cái sự nghiệp này là của tụi nó, chứ của ai cả. Còn ở đây đâu có ai biết tiền, cũng như 20 năm vậy. Cái bảo nuôi về để nuôi con cho đúng nghĩa của nó. Còn đâu có ai đụng tới đồng tiền 20 năm lớn lắm. Cái số cái ngân hàng này là cái bề nổi mà thôi, nó không phải là cái bề chìm nữa. Cô phải hiểu cái điều đó. Đâu có ai dành tiền, không ai ngồi ở đây đó mà nghe như vậy. Các con nó không hiểu cái điều đó. Mẹ, bà nội cô đâu còn sống bao nhiêu, bà nội cũng cần người từ bao nhiêu thứ hết. Tiền cho làm gì? Tiền nhiều cho làm gì là mà để tôi đến ngày hôm nay ngồi như thế này? Tiền quyền để làm gì? Thứ hai là quan hệ vợ chồng là bình đẳng. Ngay cả người ở Trung Nguyên, ông Vũ đang sở hữu 60% cổ phần. Hai vợ chồng thì sẽ hỏi trực tiếp các vấn đề liên quan đến tài sản. Vậy thì trong cái hành trình mà khi để hướng Trung Nguyên đến những tầm nhìn vĩ đại của toàn cầu như thế, thì vì sao không có người vợ của ông? Sống với nhau khá lâu rồi đã hiểu cái tâm tính, hiểu cái tâm tính. Nếu không có ai muốn mình bỏ, nói là bây giờ là cô hãy loại cô ra trong cái khỏi cái Trung Nguyên này hết. Nhưng có một cái điều, ở đây là những người chồng, chồng phải ra chồng, vợ phải ra vợ, trên phải ra trên, dưới qua ra dưới, nó phải có một cái trật tự. Và nếu như có cái cơ hội để có thể hàn gắn thì tôi nghĩ là 3 năm 3 tháng qua không dưới 10 lần tôi đã hết lòng đơn lý rằng đưa tất cả những giải pháp có thể để có thể anh đồng ý thì có thể gia đình mình có một cái cơ hội để các con mình có đầy đủ cha mẹ. Tôi nói với mấy đứa nhỏ nó mới vừa về đây, không phải 5% hay là bao nhiêu phần trăm. Bà nội của con hiện nay 70 tuổi rồi, ở đây không ai mà muốn tiền bạc ấy. Ba cũng vậy, chỉ có mẹ của con được nói những cái điều phải không nghe. Bây giờ dẫn ra đây rồi là đứng nước đây rồi đi nói những cái thứ như vậy, bịa ra rồi giờ là những người anh em như vậy để bảo vệ đi nói những cái thứ thế này, không ai tưởng tượng nổi. Đừng có lôi nó vào trong này, tôi nói bằng cái tâm của tôi. Còn cái đó là nó chứng cớ, mẹ nó nêu được cái gì đó là chuyện đó. Mẹ nó đủ chuyện để làm, không phải là cái chuyện cái tư này không. Tôi nói bằng cái lòng của tôi. Người cha, bằng cái cô đó tôi biết. Tôi chưa bao giờ sai với cô cả.